Chào anh, em là Linh phải không? Tiền hàng giúp anh với 800.000. Linh không có nhà anh ạ. Em thử gọi cho bạn xem. Linh tắt máy rồi anh ạ, hay là để em gọi thử công ty xem nhá. Chết thật, cuối ngày rồi, anh còn mấy đơn hàng phải giao gấp. Hay em nhận giúp anh? Có đóng số đàng hoàng mà. Anh là nhân viên giao hàng mà không mặc đồng phục. Ngoài trời đang mưa, vậy mà đơn giấy đi cả ngày cũng còn sạch sẽ. Khi tôi vừa nói bạn đến công ty, anh đều giúp tôi lấy hàng. Lúc của anh phải lừa đảo không? Không nhận thì thôi. Này, cô đừng có quá đáng. Xe tôi có chưa khởi động thì đâm cô làm sao được? Đoàn đâu anh cảm thấy đến tay mà xem này, nó đâm gãy chân tôi rồi. Thế cô muốn như nào? Nhìn tiền đây, 5 triệu. Này, cô đừng có quá đáng như thế nhá. Này cô Tiên, tôi đã chụp kín hết tất cả rồi đấy. Đừng có mà giở trò, không tôi báo công an đấy. Báo đi, có giở thì báo đi. Được thôi. Ôi, không được báo công an. Sao lại không? Mọi người này phải cho ăn hành thì mới tỉnh ra được. Để tôi báo. Báo xem anh sợ ai nào. Hai người là đồng bọn của nhau đúng không? Được lắm. Cô gì ơi, tỉnh lại đi. Follow và chia sẻ để giúp các bạn nữ tránh xa nguy hiểm. Em uống nước đi. Sao chú không quay đi điện thoại? Cô quay đi uống sớm đi điện thoại. Em chỉ uống sớm. Mới đi nữa. Alo, anh đang có việc ở ngoài, tắt về gọi cho nữa. Ai ạ? Em hỏi anh em ạ. Ủa chứ, dự án của anh đã gặp sự cố. Không khác mình gặp nhau em nhé. Không có. Anh vẫn đang mặc bộ quần áo từ ngày hôm qua, chứng tỏ đêm qua không về nhà. Anh chỉ lên điện thoại cho đến 1 giây mà anh biết việc của mình có vấn đề hay sao? Quả nhiên anh cũng đưa tôi cho điện thoại này em hỏi. Tại các cô thích vậy chứ từ đầu của em. Xuống mặt đã có một cái trai. Follow và chia sẻ giúp các bạn để chuyển sao không được. Anh hẹn em ra đây cũng sợ Linh biết hay sao? Anh với cô ấy là người yêu mà. Sao đâu em? Em là bạn của Linh thì cũng là bạn của anh. Anh đừng làm thế. Ngại gì chứ? Không biết là cũng thích. Đừng mà, anh làm như vậy là quấy rối tình dục đấy. Cô với Linh đúng là chán y như nhau. Anh cũng có những hành động khiếm nhã như vậy đối với Linh đúng không? Đúng, thì sao? Tôi sẽ cho cô ấy biết anh hẹn hò với những cô gái khác sau lưng cô ấy. Tôi nói đi, nói nhiều vào. Con nói thì Linh cũng không bỏ tôi được đâu. Bởi vì Linh yêu tôi mà. Cô đừng hẹn gặp tôi nữa. Tôi chỉ yêu mình Linh thôi. Tôi không ngờ. Đồ khốn, anh tưởng hàng hẹn hò với anh là sao? Cậu uống nước đi này. Mình cảm ơn. Ơ, tay cậu làm sao thế này? Có phải anh ta đã làm gì cậu không? Chắc tại anh ấy yêu mình quá ấy mà. Sao yêu cậu lại làm đau cậu? Anh ấy muốn làm chuyện đó, nhưng mình chưa sẵn sàng. Tình yêu không phải là cái cớ để bắt buộc cậu làm những việc mà cậu không muốn. Em... đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Hãy tôn trọng phụ nữ, nói không với bạo lực tình dục các bạn nhé. Follow và chia sẻ để giúp các bạn nữ tránh xa nguy hiểm.